báo nhiều tiền đấy nhở. Hello. Ê, rồi đây. Ông đang đếm tiền, không biết là ông định đi đâu. Đấy. Tiền này là ông để tiêu. Ông rơi kìa, em bảo ông đi rơi tờ dưới sao ấy. Đấy. Đấy. Đấy nhở. Sao mình lấy ra sao? Nhanh lắm. Thế là tuần nào bọn em mang đồ lên cho ông à? Vâng. Em tuần nào ông lên mà. Ông xem em cái gì cơ? Ồ, mừng cay nữa. Mừng cay nữa. Đi bảo mì tôm. Mà. Cắt vào đây cho ông, hôm nào ông ăn. Mua lên cho ông ít thịt lợn xong là cho họ xay luôn cho là một thùng mì tôm. À. Ông báo hôm nay tự dưng lại thích ngồi xe nên cho ông ngồi xe chụp ảnh chơi. Rất sướng nhá. Đấy, dạ. À, đây rồi, trưởng thôn ơi, chào trưởng thôn nhá. Chào trưởng thôn. Hôm nay cho ông báo ngồi thử xe. Rồi. Rồi, xuống đi. Ok, thế thôi. Tính há đấy. Đây nữa. Trưởng thôn vừa nhà ra. Thế lúc đấy anh gọi thế ồn ồn mà. Hôm nay lên đây anh mua cho ông một ít thịt xay. Với cả một kiện mì tôm, ông hình như mà ông hết mì tôm rồi. Còn một kiện ở dưới kia là nguyên hộp thôi, rồi anh xem không? Mì tôm của ông hết rồi. Rồi mua rồi. Sáng nay là chả biết là ông sáng sớm mai cho ông đi chợ ông mua thịt này. Ông như là mình bảo ông đi đi lấy phụ cấp phải không? Đi lấy phụ cấp. Mà ông đi lấy phụ cấp và ông mua thịt lợn về luôn. Muốn thành hở. À trưởng ơi, vâng. Bây giờ đi sang nhà em Ly một tí. Đi, anh em mình sang để mà trao cái số tiền của các cô với các chị gửi cho em Ly. Hôm nay chỉ lên chỉ nguyên trao tiền thôi. Hôm nay bắt đầu trời nắng to rồi nhờ. Trời bắt đầu hửng nắng rồi hôm nay. Trời đẹp rồi đấy. Ừ. Đây. Để xe ở đây, đi một xe, mua chê. May quá hôm nay trời khô. Hôm nay trời đẹp. Ok, sư tô. Đấy, xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì cùng với trưởng thôn đang đi vào trong nhà em Ly để mà trao một số tiền của cô Tâm ở bên Mỹ ấy. Là cô có gửi cho em Ly là 1 triệu. Với chị Phan Dương là gửi cho 800 nghìn. Đấy, cho em Ly về mua ngan, mua gà để mà nuôi phát triển kinh tế. Hôm nay là trưởng thôn là cũng có quà đấy trưởng thôn ạ. Ờ vâng. Ừ. Tí nữa anh công bố sau. Vâng. Các cô cũng gửi thì trước rồi nhưng mà cũng chưa có dịp để cho đưa cho trưởng thôn. À đây à? Vợ chồng em Ly đang đi làm đây à? Chào em nhá. Ly đâu rồi? Hôm nay Ly ở nhà không? Đi cắt cỏ trâu rồi. Đi cắt cỏ trâu rồi à? Dê thả đi đâu rồi? Dê hôm nay thả rồi. Trông nó cẩn thận nhá, bảo Ly thế nhá. Đang trồng gì đây? À, đang trồng cỏ voi à? Hôm nay anh lên gấp quá, không thì hôm nữa anh lấy cái giống rau kia về xong và về trồng ở đây nhá. Rau ngót này, rau mùng tơi này, mùa này đang là rau mùng tơi mà. Đấy, nhà em Ly, hai vợ chồng đang trồng rất nhiều cỏ voi ở đây này. Khu này trồng hết cỏ voi.
Bò cũng đi thả rồi à? Đúng, sao kìa? Thế nở được mấy con? Không biết, vừa mới thấy rồi. Vừa mới thấy thôi à? Sáng nay à? Thế phải quay nó vào, đừng cho nó đi xa. Mưa thì phải lấy nó vào trong chuồng nhá. Mưa thì nhốt vào nó vào đâu ấy. Đừng cho nó dính mưa là nó chết đấy. Ngăn con này này. Ờ nhờ. Hai con trên này. Là 7 con thôi. 7 con à? Đâu đi kiểm tra xem là chuồng dê thế nào. Tối là dê khác về à? Hay đi đuổi nó về? Dê đang ăn cỏ trên này này. Chuồng nó kêu tinh 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 ở trên này, này. Phải không trưởng thôn? Phải mà. Dê phải đeo chuông vào. Nó đi đâu mình còn biết. Đấy, chuồng dê này. Quá đảm bảo nhờ. Lấy cái cỏ vào. Cỏ vào lúc nào nó về thì nó ăn lá xoan này này. Trước có bác bình luận bảo là dê ăn lá xoan là độc. Dê là cái món sở trường là lá xoan với lá ngón luôn. Dê ăn lá ngón cũng không chết cơ mà. Bò nhà em đi là công nhận béo thật đấy. Con này bây giờ bán được khoảng bao tiền? Trường thôn 30, ba mấy đấy nhờ. Đến không? Nó phải rơi vào 25, 26 triệu. Thế ra? Con cái như thế thôi. Béo, béo nhờ. Hà Nội phải Hà Nội nếu mà đấy, thịt đuôi nó to, to dài thế kia mà. Hùng bệ nó nhìn cao, to. Đi đâu ấy? Kệ nó ở đây. Kệ nó ăn cỏ ở đây. Anh có bảo đuổi về đâu? Không, bảo nó sờ vào cỏ người ta. À, sờ vào cỏ người ta à? Nó chưa về đâu, nó vẫn ở bên kia mà. Khu dưới này này, có một bãi cỏ này, hôm trước anh nhìn thấy này, trưởng thôn này. Bãi cỏ đấy là của... Họ trồng cái gì ở dưới kia đấy? Dưới kia, cây rồi mà, trồng cây rồi mà. Trồng cây mình cho vào thoải mái mà. Một bãi bồ đề. Đúng không? Mình chỉ sợ vào sắn này, vào ngô người ta thôi. Chứ còn người ta trồng cây, keo cây ấy này, thả vào thoải mái mà. Sợ nhất vào sắn với vào ăn ngô. Ngô mà nó tầm 3-40 phân mà dê này vào ăn thì thôi rồi, một lúc là hết luôn. Ly chả biết là sắp về chưa? Đi chắc cũng sắp về rồi. Ờ thế bây giờ vợ Ly ở đây, trưởng thôn anh nhờ tí. Vâng. À, cầm tiền đây hộ anh. Vâng. À, anh bảo này, tí Ly thì bảo Ly nhá. Thì à, có cô Tâm ở bên Mỹ đấy, là cô có gửi cho nhà hai vợ chồng em là 1 triệu. Chị Phan Dương ở Sài Gòn là gửi 800 nghìn. Đấy. Còn 300 nghìn là cho cậu của em mà lần trước mà vào ăn cơm đây, cậu ăn cơm cùng đấy. Tổng là 2.100.000 nhá. Trưởng thôn này đếm hộ tiền hộ anh 2.100.000 ấy. Con đưa cho hai vợ chồng nhà em Ly. 1 triệu này. 2.100.000 nhá. 2.100.000 nhá. Cầm nhá, xong về nói với chồng như thế nhá. Đi mua gà, mua vịt về nuôi nhá. Ở đây không có nước thì mua ngan về được, nhưng mà nhà vừa có ngan đẻ rồi thì đi mua gà về nuôi. Vâng. Ở khu này thả nó ra thoải mái mà nhá. Vâng. Đấy. Không mua ngan, ngan có rồi thì mua gà về nuôi. Vâng. Gà có 6-7 con thì mua thêm về nuôi thêm. Vâng. Bởi vì nhà em là có ngô mà. Vâng. Ờ nhá. Đấy thế đi tí đi trồng cỏ tiếp đi. Vâng. Xong anh cũng đi về đây nhá. Vâng. Anh còn lên trên mấy nhà này nữa cơ. Vâng. Ai hộ trồng cỏ cái mẹ à? À bà hộ trồng à? Ờ cố gắng trồng nhiều cỏ vào để cho bò cho dê. Nếu hôm nữa anh lên thì anh mua rau lên cho, xong là trồng ở dưới khu vực này này, cỏ trồng hết ven này này nhá. Con khóc kìa, ra bế con đi. Đi trưởng thôn ơi, đi về đi. Nhà Ly này công nhận đất rộng nhỉ, thao hồ trồng cỏ. Bây giờ trồng hết rồi mà, khu này trồng hết rồi. Khu này đất rất là tốt, trồng cỏ voi lên. Cỏ nó lên to này cơ. Thân nó mập. Đấy. Bà. Kia bà nội hay bà ngoại đấy? Bà nội. À, bà nội đang hột chặt củi. Cháu chào bà nhá, cháu về đây. Ôi. Mù chê đây. Mù chê. Trưởng thôn ơi, bây giờ
đi lên cùng anh đi lên nhà MC nhá. Vâng. Si Sùng, hai vợ chồng Si Sùng. Không biết là lên là em đấy có ở nhà không? Có mà. Hôm nay ở nhà đấy. Sáng nay em qua thấy ở nhà không? Vâng, sáng nay em về em gọi điện ở nhà này. Đấy. Vừa lên đến đây là để xe dưới kia. Bây giờ cùng với trưởng thôn đi vào nhà hai vợ chồng Si Sùng. Chồng thì đi làm xa rồi, đi làm công ty rồi, mỗi mình vợ ở nhà thôi. Đợt này to phết nhờ. Người dài. Nhất chứ giờ. Mà chú ghê nhiều bò đấy nhỉ. Em chào anh. Đi đâu đây anh? Nơi ở nhà không? Cửa mở đây. Đợt chó nha. Anh chào em nhá. Hôm nay không đi làm gì à? Em ra đây anh bảo Si. Ra đây anh bảo. Con nó nói. À, trưởng thôn anh bảo này. Si nhá. Có một cô Tâm ở bên Mí đấy, là cô có gửi cho nhà em là 500 nghìn đấy. Với cả một chị Phan Dương là gửi em 300 nghìn. Tổng là 800 nghìn. Trưởng thôn đếm tiền hộ anh với. Vâng. Đấy, đây là các cô nhìn thấy em hoàn cảnh gia đình khó khăn nên các cô thương nhá. 400 nghìn. Cầm lấy đi cần thiết. Đây, cái gì thì 2, mua 6, nhá. 4, 800. 800 này. Hả? Đâu đủ chưa? Sốt xanh nữa là. Cảm ơn các cô, các chị nhá. Sốt xanh không? Đấy, em đấy không nói được tiếng phổ thông nên là các cô với các bác, các chị thông cảm. Rồi là gửi lời cảm ơn các cô, các bác. Trưởng thôn dịch cái nào. MC bảo là cảm ơn các cô các bác quan tâm đến gia đình nhà Si. Si này là chồng đi làm công nhân ở dưới Hải Dương phải không? Đi làm Hải Dương nhỉ? Vâng, đi làm Hải Dương mà. Đi làm công nhân xong là bây giờ là mỗi mình vợ ở nhà nuôi một đứa con. Đấy, nhà cửa thì quay qua cho các bác xem này. Toàn bằng vách, bằng tre. Nhà không có một cái gì. Ngô còn không? À ngô còn, nhà Si này ngô vẫn còn đây. Còn tiệm. Còn một ít ở trên gác này. Nhìn ở dưới này lên vẫn thấy. Lấy tiền này đi, cần thiết cái gì thì đi mua nhá. Gà là có mấy con? Hả? Nhà em ấy. Hai chuồn cả. Trưởng thôn dịch cái nào. Gà để bọn nuôi thì vẫn đủ nuôi. Còn 6-7 con. 6-7 con à? Em trước bảo lợn có mấy con nhỉ? Một con nhỉ? Buồn à chứ. Tú nghĩa lý sư. Nịch hải hú. Một lợn thì có một con nuôi chia rẽ. À nuôi chia à? Nuôi chia mang của họ về thì mình nuôi. Sau này có con thì mình chia. Chia nhau. Chia đôi ra. Chia đôi. Thế ngô là vun xong hết rồi à? Nhà em đây vun ngô xong chưa? Trồng được nhiều ngô không? Tôi hỏi nữa. Còn một ít ở gần nhà em kia là chưa vun không? Bởi vì gần nhà em kia là nó có một bãi mà. Vợ Si này một mình cũng chịu khó đấy chứ nhờ. Cũng chịu khó hết đấy. Chồng đi làm xa suốt ngày đi làm nương. Họ chơi thêm một rừng lấy củi giàu tên là mà hăng hái cho một mình em mới khác làm. Con hôm nay không đi học à? Mình nhổ chỉ một gần đó. Mùa tối là chỉ ta yếu à? Đi rồi. Cúng này thì chưa đủ 3 tuổi. Chưa đủ 3 tuổi à? Chưa đủ 3 tuổi này chưa đi. Này không đi học mà mầm non gì à? Mầm non nó phải mẫu giáo. Mẫu giáo là đủ 3 tuổi. Đủ 3 tuổi mới cho đi học cả. Hôm trước lên là không thấy nó ở nhà, cho nó đi chơi. Hôm trước là đi với bà. Đi với bà. Hôm nay thấy ở nhà đấy, quên mất màng
kẹo là để trong cốp xe. Thôi hôm nào lên thì đưa sau, nợ nhá. Thanh niên. Ngoan phết đấy chứ nhỉ. Thôi nha anh đi về đây nhá. Ờ. Mùi chê đây. Đấy. Đây số tiền của cô Tâm với chị Phan Dương ở Sài Gòn. Cô Tâm ở bên Mỹ đã đưa tận tay cho các em đấy rồi. Điện thoại nhá. Ờ, cầm đây cho anh. Thôi anh đi đây. Ờ. Mùi chê đây. Châu. Đưa vào đây cho anh hết rồi, điện thoại. Để em vứt qua trong. Châu trắng này. Trong thôn này nhiều châu trắng nhỉ, trưởng thôn nhỉ? Châu này nhiều. Nhá nhỉ? Hai ba con liền đấy. Bò. Cháu chào chú nhá. Cho bò ăn hả chú? À trưởng thôn đây. Đây. Bây giờ trao luôn cho trưởng thôn ở đây luôn. Xong là tí anh đi là phải đi bên Lúng Cáng ấy. Đi nhà Quả. Ừ, chỗ anh Thắng đi nhà anh Quả là anh có mời. Anh có mời hôm nay là anh lên nhà mới nên anh mời, có gọi điện mời anh từ hôm trước rồi. À, thì anh đi sang đấy. Ừ. Thì anh có cô này, cô Tâm ở Mỹ là cũng gửi cho em là 1 triệu ấy. Vâng, em cảm ơn cô Tâm. Ừ, là chị Phan Dương ở Sài Gòn là gửi cho em 300.000. Vâng, em cũng... Anh Hải ở Bảo Lộc, Cao Bằng, Lâm Đồng là gửi cho em 500.000. Vâng. Với cả một chị giấu tên là gửi cho em 500.000. Vâng, nhá. Vâng, cảm ơn chị giấu tên. Đấy. Cô Tâm đấy em. Tổng số tiền là 2.3 triệu. Vâng. Đấy, nhá. Thì bây giờ anh đưa hết cho em. Vâng, vâng. Xong là tí em vẫn chở anh xuống nhà ông Báo để lấy xe nhá. Vâng. Đây trưởng thôn. Vâng. Ừ, đây là tiền của đấy, số tiền của các cô, các chị, các anh là ước đã gửi cho hết trưởng thôn phành rồi. Vâng. Đấy trưởng thôn đếm lại xem. Đủ 2 triệu 3 chưa? Đủ ạ. Ừ. Cho em gửi lời cảm ơn các anh chị quân xem qua video để cũng có cái lòng quan tâm đến em. Với lại thay mặt cho cả Si với lại Ly là cũng thay mặt cho là cảm ơn với lại các anh chị có cái lòng quan tâm đến giúp đỡ nhân dân ạ. Vâng, cho em cảm ơn. Vâng. Cô Tâm này, chị Phan Dương này. Vâng, em cảm ơn cô Tâm. Anh Hải này. Phan Dương. Với cả chị giấu tên này. Vâng, cho em cảm ơn chị giấu tên. Ừ, nhá, là anh đưa hết cái số tiền mà các cô, các anh, các chị là cho em là anh đưa hết rồi nhá. Vâng. Ừ, đấy trưởng thôn là cũng là một người cán bộ ở trong thôn thôi nhưng mà rất là nhiệt tình. Từ lúc ước đi vào đây thì cũng đã biết trưởng thôn. Thì cũng qua thì trưởng thôn cũng đã dìu dắt đi thăm những cái hộ nghèo hoàn cảnh ở trong thôn đấy. Thế là một thôn thì nó cũng vẫn có rất là nhiều hộ nghèo lắm. Đây này, bây giờ quay cho các bác xem cái thôn Khâu Mèng nhá. Hôm nay trời quang. Thế là quay luôn này, cho này. Đấy. Đây là trung tâm của thôn Khâu Mèng đây. Đi xuống tít dưới kia là chỗ nhà văn hóa thôn với cả trường mầm non. Còn nhà em Lân ở tít chân đồi kia kìa. Đấy, chỗ đen đen. Tay chỉ này. Thôn rất là nghèo. Thôn tít lên tận trên đỉnh đồi cơ. Mấy hôm nữa nếu mà có thời gian thì sẽ cùng trưởng thôn đi thăm 4-5 hộ nghèo ở trên gọi là cái đỉnh đồi nhất, cao nhất ở trong cái thôn này. Còn hầu như là cao nhất cả cái xã Thuận Hòa này luôn. Đấy, đúng không trưởng thôn? Đúng rồi, cái đồi này là cao nhất cả xã. Đấy, đấy mấy nhà tít tận trên kia nhá. Đấy, chỗ đầu ngón tay này. Chỗ đầu ngón tay ước chỉ đây này. Đấy, khu đây. Có 4-5 hộ ở đây. Trưởng thôn ở trên đấy là đi sao?
Xa anh ạ, đi tầm khoảng 4 cây đấy. 4 cây cả? Đi đường vòng là 4 cây. 4 cây là tính từ đâu? Tính từ đâu sang? Tính từ đường cái đi. Chỗ đường bê tông kìa. Chỗ đường bê tông này. 4 cây cả, đi cả về là 8 cây à? Vâng. Đấy, đường vòng vòng vèo. Đường này đi thì lại không đi được xe máy. Đi bộ đúng không? Thôi thế bây giờ em chở anh đi xuống chỗ ông Báo nhá. Vâng. Để anh lấy xe cho anh đi sang bên Lũng Cáng để mà ăn đám cưới. Vâng. À, cứ nhầm đám cưới. Nhà mới. Trưởng thôn Quả. Hôm nay là đi gặp mấy anh em ở bên đấy. Rất nhiều anh em luôn. Lâu lắm cũng không gặp. Không đi đâu rồi? Ở nhà. À, nằm chơi à? Mù chê. Ông bảo ông cứ nằm ngủ đi. Có cưới không à? Ừ à. Muốn anh à? Bảo lúc nào ông dậy ông khát giang cơm ăn vào trường thôn mà. Nhưng con sao con bảo con muốn ốm. Mù chê đây. Không nò cùng nhau đâu. Bây giờ đi nò bên kia rồi. Ok. Xin chào. Đi trưởng thôn. Thôi nha, thế trưởng thôn đi về nhá. Anh đi sang bên Lũng Cáng. Đấy, bây giờ đã đến nhà anh Quả trưởng thôn Lũng Cáng đây. Anh. Vâng, em chào anh. Lâu lắm không gặp nhỉ. Anh Thắng rồi. Bên này là anh Thắng ngồi ở trên chiếc ống kính video của chú ấy. Rồi. Đẹp hết. Em chào anh nhá. Đấy. Thắng ơi. Chưa lên đấy. Của chung chưa lên đấy. Anh Quả ơi. Dạ. Em chẳng có quà gì đâu. Thôi, quà cáp gì không quà cáp gì đâu. Rồi, nhận đi. Cảm ơn đó, cảm ơn Đức nhá. Rồi, không có gì anh ạ. Thôi, chúc mừng anh nhá, chúc mừng hai vợ chồng anh. Chúc mừng nhà mới nhưng mà tí tí. Đấy, bây giờ anh em mới bắt đầu ăn cơm. Hôm nay lên là gặp một anh Sự đây. Em chào anh nhá. Chào em Ước nhá. À, đây là em Xính phải không? Em Xính Cụt Chân. Hôm nay gặp toàn là những diễn viên của anh Thắng. Rất là nhiều. Rất nhiều diễn viên. Táo nháy kìa. Đấy là chú nhá. Em chào anh. Em muốn chỗ. Anh Thắng ngồi đằng sau xem anh. Công nghiệp. Anh em cứ tự nhiên á. Vâng. Rồi, anh ăn cơm luôn anh. Ừ, anh đang vừa tiếp khách. Vâng. Anh đi tiếp khách đi. Thoải mái nhá. Vâng, ok anh. Thoải mái mà, thoải mái như ở nhà anh luôn. Thoải mái nhá. Ăn cơm đi. Ăn đúng. Ăn cơm đi. Chúc sức khỏe anh chị. Mời mấy anh em nhá. Chúc mừng sinh nhật nhầm chúc mừng nhà mới vợ chồng anh Quả đây. Em mời anh nhá. Mời Xính nữa nào. Lần đầu tiên gặp ở trên TV gặp nhiều quá. Rượu thuốc đấy. Trai không độ rồi. kè nó không cần. Thôi mời các chú các anh ăn cơm nhá. Ăn cơm đi. Đây món gì đây? Món này thịt trâu hay thịt lợn đây? Thịt lợn à? Tự nhiên đây. Thịt lợn xào này, cái đây là cũng xào à? À ngan à? Đây là sườn xào. Đây là canh khoai tây. Gia đình nhiều món nữa. Em Phan lên đây từ mấy giờ? 6 giờ. 6 giờ rồi ạ? Nghệ Duy Báo là diễn viên đầu tiên ở thôn Lũng Cáng. Bắt tay cá, anh Sự. Dạo này khỏe không? Khỏe mà. Em khỏe. Ngày nào cũng ba bát cơm rồi. Một bữa ba bát phải khỏe chứ anh. Nên là bọn anh uống rượu màu, chú ở chơi rượu trắng. Bọn anh uống được rượu màu thôi. Nếu mà màu thì màu tất cả đấy. Không màu tất cả được. Đây là làn ăn phát đạt chứ anh Nước. Hả? Làn ai cũng phát đạt chứ. Anh không phát đạt mấy. Phát thì vẫn chưa đạt. Phát thôi nhưng mà chưa đạt. Đấy. Lợn là mua về chưa?
mua rồi. Trôn lợn làm xong hết rồi? Xong hết rồi. Yên tâm rồi. Yên tâm sản xuất rồi đúng không? Vâng, vâng. Cố gắng nhá. Vâng. Thì lâu lắm là... anh không lên đây gặp các em rồi ấy. Thì nhờ anh Thán rồi. Đấy, em thì nhờ vào anh Thán mà mới làm rồi gia đình em phát triển rồi. Rồi, ok. Anh em mình muốn ly nhỉ? Thế là chú, anh mời em có nguồn thu là chú Đạt ở đấy. Em mời anh nhá. Mời Báo nhá. Vâng. Chúc sức khỏe Báo. Hôm trước xong rồi đến lượt anh, chú uống hết đi. Rồi, cảm ơn. Tình cảm đấy thôi, không cần uống hết đâu. Thế thì anh lại mời chú Táo. Em chú anh... là diễn viên đầu tiên điện tử ở Núi Cán đúng không? Em và anh xử nhá. Và chú anh một sức khỏe. Đây đây đây. Lâu lắm mới gặp Trần. Không? Có khỏe khỏe. Khỏe. Mời anh chín rượu. Rồi rồi, cảm ơn. Lâu lắm anh không được lên đây rồi. Mời em nhá. Anh cảm ơn. Cảm ơn đi. Cảm ơn đi. Nào xin. Mấy hôm nữa anh lại lên đây chơi một tí. Thỉnh thoảng lại lên đây chơi mà. Có cho lên không? Có cho anh lên đây chơi không? Lâu lắm không gặp anh rồi. Anh phải lên. Ok. Mời nhá. Lại sức khỏe à? Cảm ơn. À đây nhà xá rúa đây à? À Trung, chào Trung nhá. Đến lâu chưa nhỉ? Sao anh không nhìn thấy Trung đâu nhỉ? Đâu, em vừa mới đến một lúc mà. Đến hôm qua rồi. Đâu? À, vừa mới đến. À, vừa đến thì. Vâng. Anh vừa mới đến mà. Mời xá rúa tí. Lâu lắm. Nhà xong, nhà đẹp thôi nhờ. Nhà đẹp rồi. Chúc mừng nhá, chúc mừng em. Ngồi đây luôn. Sức khỏe nhá. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhá. Hôm nay có đến hội trưởng thôn làm bếp không? Hôm nay đến để anh Trang ơi. Khách đó, khách mời đó. Ăn thôi. Đến ăn rồi. Chúc mời Ven Ven à? Mời anh ấy chứ. Và hôm nay mời cho trưởng trưởng thôn. Anh bảo là tí nữa anh mời mấy anh em đi uống nước mía. Hôm nay anh đã mời uống trà. Xá tí về nhà bẻ hai cây mía thôi. Uống nước mía ở đây luôn. Nhưng mà anh uống ít thôi. Chúng biết rồi. Thôi, anh em ngồi sau nhá. Vâng, vâng. Anh chào anh luôn nhá. Anh về nhá. Về nhá. An toàn nhá. Về an toàn. Em chào anh. Đấy. Về luôn à? Về luôn thôi. À, trời đó. Về luôn thôi. Nó còn đông đấy nhỉ. Vâng. Đấy, bà con vẫn đang ngồi ăn rất là đông. Bây giờ anh Thắng đi về trước rồi. Mấy anh em cũng đi về thôi. Thôi, xin chào nhá. Chào các chú các bác nhá.